Với phong cách cá tính mạnh mẽ và năng động như mình, chắc chắn mình là một cô gái xinh đẹp nhất ở trong chỗ này. Thì mình quá là đẹp đúng không? Mà quá cá tính nữa. Hả? Stop! Nè chị nói gì vậy? Nhìn đen thì gì? Lạ chết đi được. Làm sao mà dễ thương bằng em được? Chắc chắn mọi thứ phong cách dễ thương, vui te màu hồng hơn. Hả? Cái gì? Không lẽ không lẹt đó mình lại so sánh với chị sao? Nghĩ sao vậy? Phong cách ngầu chị mới là đỉnh nhất. À không có, dễ thương mới là đáng yêu nhất. Thương là chị mà. Là em cơ. Tức thật mà. Thôi được rồi, nghe em đã nói vậy thì em dám solo với chị không? Để xem coi ai là người được yêu thích nhất ở trong này. Cả tỉnh biết hơn. Chắc chắn dễ thương biết hơn. Và chắc chắn mọi người sẽ chọn em. Chơi thì chơi, sợ gì? Ok bạn ơi, và nếu bạn muốn biết được ai là người chiến thắng, đừng quên xem video nha. Còn bạn sẽ chọn dễ thương hay là cá tính? Đừng quên comment phía dưới sao biết nha. Còn bây giờ, bắt đầu video thế nào? Let's go! Video chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Rồi, và trò chơi đầu tiên được mang tên ai là người xinh đẹp nhất và mang phong cách nhất trong này. Ok, với thời trang thì đối với mình là chắc chắn những thứ màu cá tính và màu đen chắc chắn mình là người chiến thắng. Em nghĩ trận này em thắng chắc rồi chị ạ. Trời ơi, chủ đề nó tên là gothic cute kìa. Trời ơi, cute là cái gì đúng. Trời ơi em đâu. Trời ơi, chị cứ chưa chắc đi cho em là chắc chắn em thắng rồi đó. Nguyên cái chủ đề là cute. Trời ơi, mà tôi thích phong cách ngầu là sao chứ kiểu đó. Mấy bạn thích ngầu nhưng mấy bạn thích phong cách ngầu nhưng mà bạn bắt bạn mặc một cái váy màu hồng gì đó. Trời ơi, éo le vậy. Ok, không sao. Quá đi. Tôi sẽ làm lại. Tôi sẽ tìm phong cách thật là ngầu. Ok, đầu tiên mang cái guốc màu đen trước đã. Ok, guốc màu đen là thấy ngầu rồi đó. Ok, để xem coi. Quanh đây có cái đầm gì ngầu ngầu cá tính không? Bộ này nhìn cháy nha. Chớp nha, chớp nha. Trời ơi, cái gì mà toàn item cute vậy. Trời ơi, nhìn chớp chưa nè. Quá chớp luôn. Bây giờ tôi sẽ đi tìm thêm một cái gọi là gì ta. Áo, thêm phụ kiện nha. Đã mặc đồ ngầu như này phụ kiện. Ôi từ để biết mình make up được không ta. Mình bị lỗi make up. Mình không make up được. Ôi chết, trời ơi, lộn. Lộn rồi. Để xem quay ngầu sao. Không biết là có cái mũ này giống mũ của mình không ta. Mũ ngầu quá. Để xem coi quanh đây có mũ ngầu. Đây, mũ cảnh sát gai góc. Trời ơi, những cái áo mình ha. Trời ơi, ước gì mũ có ngoài đời. Để xem coi. Sau khi có mũ xong rồi mình sẽ làm cái gì đó. Trời ơi, chiếc áo này hình như là vẫn chưa đủ đô. Trời ơi, xù dữ ta. Mình đẹp lắm. Mình đang mang màu hồng đó mọi người. Trời ơi, có cái đầm màu xanh. Trời ơi, dễ sợ nha. Thấy gì chưa? Để xem coi bây giờ mình sẽ mặc một chiếc áo. Đây mình sẽ mặc cái váy đi. Váy cho nó ngầu, váy đen. Ok, váy đen gai góc rồi đó. Váy đen, đó, ngầu. Cái gì mà chị gai góc gì vậy em? Là em phải là... Oh my god, một chiếc áo đầu lâu. Cái gì mà... What? Đầu lâu. Yes, yes. No. Cái gì vậy? Rất là đáng sợ. Chúng ta là con gái, chúng ta phải trở nên thật xinh đẹp, dễ thương. Nên mình nhất định sẽ chọn những thứ màu hồng cute mọi người. Chứ màu đen nó hơi bị đáng sợ mọi người. Đối với chị nha, màu hồng không thích nha. Màu hồng chả đẹp tí nào hết trơn cả. Ok. Nói chung là đó là chị. Nhưng mà em thích những thứ màu hồng cute đáng yêu. Trời Ok, để xem coi ai là người chiến thắng trong cuộc thi lần này. Các bạn đừng quên comment phía dưới để xem coi ai là người thắng trong giây này nha. Ok, rồi bây giờ mình sẽ đi kiếm một cái cánh thật là chiếc. Không biết có cánh nào là cánh xương không ta. Cánh kiểu cánh mà ác quỷ ác quỷ rồi. Không biết có không nhờ. Ha, đây có vẻ một chiếc cánh màu đen. Cánh này to nè. Wow, trời ơi, nhìn mình giống ma cà rồng nha bạn. Trời ơi, đúng ngầu luôn á. Rất thích ma cà rồng đúng hả? Sao okay. Bây giờ mình dùng cái kiến. Đây, cái kiến ngầu ngầu tí. Đây. Sao toàn cái mặt gì không vậy? Trời ơi, có cái râu nữa các bạn. Từ để xem có kiến gì ngầu ngầu. Đây, kiến nè. Trời ơi, kiến này nó không che được cái mặt mình các bạn ơi. Kiến này chứ không ngầu lắm. Oh, trời ơi. Đây, coi. Wow. Khẩu trang. Các bạn, nếu bạn không biết một cách duy nhất mà để cho tôi làm cho ta ngầu nhất đó chính là đeo khẩu trang đen các bạn ơi. Đó. Quá hợp lý luôn. Hồi xưa mình còn nhỏ nha, mình muốn ngầu rất đơn giản, chỉ cần đeo khẩu trang đen lên là ngầu liền các bạn. Các bạn không tin không, mình sẽ cho các bạn thấy cái Oh, I'm so cute. Rồi, ok các bạn ơi. Wow, mình thật là dễ thương quá đi. Wow, ok thì
đây chính là nhân vật siêu cute okay. của mình nha mọi người. Rồi đây là nhân vật của mình khi đeo khẩu trang siêu ngầu đúng không? Khi mà mình không make up gì hết trơn, nhưng mà đây là mặt mình nha, khi không có đeo khẩu trang, nhưng mà khi mình sử dụng khẩu trang đen nè. Oh my god, nhìn mình bí ẩn quá. Ok. Ok, xin chào các bạn, mình là Sammy Đào nha, Sammy Đào đen. Ờ giờ chấm điểm. Chắc chắn em sẽ là người chiến thắng cho mà coi. Trời ơi, thề luôn, cái nhân vật của mình y chang như nhân vật Roblox luôn các bạn. Rồi đây, tôi đeo khẩu trang ở cái màn này nha, màn style tí nha. Ok. Ok. Ok, okay. Và đến nhân vật của Sammy Đào. Thấy gì chưa? Ngầu y chang Dù mình không thích ngầu nhưng mà Sam có vẻ làm nó khá là ngầu các bạn ơi. Wow. Tất nhiên rồi, tại vì tôi thích ngầu mà. Ok. Nhưng mà chị sẽ bị gục ngã bởi sự đáng yêu của em. Chà, chưa ta. Cũng vậy thôi. Chị thấy cái bầm của em có cả viên pha lê nữa kìa, thấy không? Thật luôn mấy bạn, đúng là em thôi bị em thương lắm nha. Nhưng mà mình đang muốn ngầu mà, không được, ngầu. Để xem ai là người chiến thắng đây. Và người chiến thắng đó chính là. Ngầu hơn thôi chứ cute cũng được chứ bộ. Ok, mình đã được 1 điểm rồi. Bây giờ tầng qua đến với màn số 2. Và trò chơi thứ hai đó chính là bắt cua siêu tốc độ, để xem coi ai là người nhanh nhất ở trong màn bắt cua này nha. Sẵn sàng cho em gái dễ thương của chị. Trời ơi, cái này quá đơn giản luôn. Yo. Ok, yo, let's go. Đây, đầu tôi đã thấy tôi dẫn đầu rồi đó. Màu xanh là màu của em, nếu chắc chắn em sẽ vượt qua thử thách này. Màu xanh hả? Ok, để xem có màu xanh là có bắt cua được không? Cái đầu xanh lét của em là chắc chắn là em thắng rồi. Đây, yeah. Mình đang bắt cua một màu xanh nha các bạn. Trời ơi, hình như màu xanh hy vọng này dành cho mình rồi các bạn ơi. Quá là ngầu luôn. Chị đang đứng solo game đó. Ok, ok gì vậy? Ủa trời ơi, sao xin gần vậy? No. Ai no. Em mà, trời ơi. Đây. Còn lâu. Gà quá. Đây không được. Ui, không được sai lầm. Mà thấy em mình sát mình lắm luôn các bạn ơi. Em mình bắt cua hơi thì giỏi luôn á. Okay. Bởi vì đây là màu xanh. Oh my god ơi, chị sẽ là người thắng. Trời tính ạ. Em mình dễ thương vậy nhưng bắt cua dữ vậy. Em là đủ tiếng biết nhào lộn mà chị chỉ biết bơi thôi. Đồ, mình sẽ là người chiến thắng. Ủa sao còn mấy giây vậy? Đồ. Còn mấy giây sao thắng được? Trời ơi. Đồ. Tiếp. Đây chạy. Ủa cái gì dằn kè vậy? Màu này chói quá. Trời ơi, thì mình màu vàng nó mất dịch, làm gì là biết là không thích rồi. Tôi ghét hồng nhưng không thể là màu này chứ. Trời ơi, màu này tôi còn ghét hơn nữa. Em biết anh là trưởng team nhưng anh chói quá anh ơi. Ơi, anh chói quá. Chói như ngôi sao. Trời ơi, quá chói. Màu chị cam môi nè, màu nhẹ nhàng này đó. Màu cam môi. Hình như là em thấy là chị vẫn chưa vượt được qua em đâu. Oh my god, trời ơi, thời gian chị đã thắng thì chắc chắn bạn đã chiến thắng. Ồ, rồi sao? Chị gái ơi. Không thể nào, em rõ ràng nhìn yếu đuối, mà sao mà bắt cua giỏi vậy? Oh, em đợi chị luôn nè, thấy chưa? Mình phải là người thắng nhân thiên này để mình được 2-0 bạn ơi. Hơi, rồi, hay. Đồ. Nhưng mà chắc gì chị vượt được em à. Đấy là do đang em thôi. Ui, nó. Chắc chưa. Tôi nghĩ là cái này nó hơi xa các bạn ơi, xa mặt cách lòng của các bạn. Trời ơi, có thể em không thắng gì trong thời gian, nhưng bắt cua thì chắc chắn gì không thể nào vượt được em đâu. Trời ơi, chị không tin. Trời ơi, thất bại là mẹ thành công. Trời ơi, em là mẹ chị luôn. Trời ơi, sim làm máu luôn bạn ơi. Trời ơi, sim xa quá rồi. Trời ơi, em xa quá chị ơi. Nãy em nhảy, em chấp chị một đoạn rồi đó. Trời ơi. Người ta là sao mà cách lòng của mình là sang chứng tâm lý nha các bạn. Trời ơi, em là sang chứ nhưng mà xoa đang hé vô. Đó, yêu bạn nhiều. Đó. Ui. Trời ơi. Ui, lại màu xanh nữa nè. Trời ơi, quá may mắn luôn. Mình lú luôn các bạn ơi.
Ôi này màu xám như vậy, ô màu của Sam. Trời ơi, chị qua đây nè. Ủa màu xám rồi, chị đang mấy màu xanh lá. Có màu xám rồi đó. Trời ơi. Có màu của chị đây luôn nè. Tôi là đứng đằng sau chót luôn mà, tôi không thấy cái màu gì hết trơn á. Trời, chị thấy là cái đít nó đang đứng gần em không, chị thấy không? Em thấy cái bản đồ không, Sam đang rất là gần cái đít luôn bạn. Còn mình là gần cái gì á? Em sẽ đứng trước đít. Ừ, em đợi chị. Trời ơi, đây màu xám của tôi nè. Trời ơi, có lại gì. Mình nghĩ mình đang nhảy một điều nhảy các bạn ơi. Đây mình có em mua nhảy nè. Đây. Không thể nào, mình sắp tới nơi rồi. Rồi, đừng đụng này, đụng này là đi luôn các bạn. Đụng này là đi luôn á. Chị chạy tới, chị xem nhảy á. Đâu, mình bắt giờ thấy xem. Ui. Đâu rồi? Ui, xem kìa. Ôi, tui. Thắng và Sim tụi mình đã được một điều. Trời ơi, không ngờ em gái tôi dễ thương vậy nhưng mà rất là mạnh nha. Đừng có nhìn mặt em bắt hình dong nha. Ơi, tức thật chứ. Thôi rồi, bây giờ để xem coi màn ba em có hơn chị không nha. Ok, để tôi cùng lên coi màn thứ ba đây nào. Let's go. Màn trò chơi thứ ba được mang tên ai là người vẽ đẹp nhất. Và để xem coi giữa dễ thương, đáng yêu và ngầu loài như mình, để xem coi ai là người vẽ đẹp hơn nha. Trời ơi, nhìn chị thôi thì vẽ hơi bị ngầu nha. Tất nhiên là mình sẽ vẽ. Bây giờ chúng ta sẽ chọn một chủ đề, đó chính là vẽ bản thân mình, để xem coi ai vẽ đẹp hơn nha. Ok, bây giờ em sẽ vẹ mình mặc áo gấu dâu nha mọi người. Ok, còn mình đang mặc bộ đồ rất là ngầu, rất là da các bạn, rất là bóng bánh. Đây mình sẽ vẽ mình nha. Ok, let's go. Xem ai vẽ đẹp hơn nha. Ok, bây giờ mình sẽ vẽ mình nha. Đó, mình tự vẽ mình luôn. Mình thì có một khuôn mặt rất là rất là cá tính. Ok, đây bây giờ mình vẽ cái mặt của mình. Đó, vẽ đơn giản thôi, những lúc vẽ khổ quá mình lại không vẽ được các bạn ơi. Vẽ bản thân mình trong gọi là bộ dạng áo gấu dâu mọi người. Hiện tại mình đang mặc đồ màu hồng lè hồng lét mọi người đấy. Ok, so about me, it's really easy. Mình cũng không phải là người giỏi vẽ nên là mình sẽ vẽ nó đơn giản đơn sơ thôi. Ok, mình sẽ nhấn nhiều vào cái mặt mình. Cái mặt mình thì có cái mũ đó, và cái tóc trước nha, tóc màu đen đó, rất là cá tính, tóc màu đen đó. Còn mái tóc màu đen, đen thùi lươi, đen như là màu đen vậy đó. Màu đen là màu đen chứ sao là màu gì đó. Vẽ đơn giản thôi. Ok, đầu tiên mình sẽ vẽ cái mặt mình trước nè. Đó, sau đây mình sẽ vẽ tóc của mình nè. Bạn nào thích có thể vẽ theo Sim nha. Đó các bạn, vẽ. Đó, sau đây các bạn vẽ tóc của Sim nè. Đó, cuộn vô. Sau đây các bạn vẽ tóc của Sim nè, cuộn vô. Sau đây các bạn tô lại. Đấy, nói chung là tô nó hơi mệt xíu nha các bạn. Đó, tô hơi mệt xíu thôi nhưng mà cũng rất là dễ luôn. Đó, cái màu len mình là nó có sọc sọc các bạn ơi, sọc xám. Đó, vẽ sọc sọc nha. Công đoạn rất là quan trọng, phải vẽ thật là đẹp để có thể thắng được Sim. Rồi, đây xám nè. Ok. Và tiếp theo là chính là Sim sẽ vẽ gấu dâu. Đó, màu gấu dâu, màu gấu dâu sẽ là màu hồng như này. Đấy, ok, bây giờ mình sẽ vẽ cáo gấu dâu nha. Đó, bây giờ mình sẽ vẽ cuộn dâu. Đó, một cái áo hoodie á mọi người. Đó, cuộn dâu. Và Sim sẽ vẽ mình như mình như trái dâu vậy mọi người. Đó, trái dâu. Sim dâu tay. Wow, chết ta. Ok, bây giờ sẽ vẽ con mắt anime. Đó, mắt nhìn ngầu ngầu tí. Ok. Đó. Ok, mắt. Đó, cái mũi, có cái miệng cười. Đó, ok. Vẽ sao cho thật là ngầu nè. Đó, tôi sẽ vẽ mắt mắt long lanh nha mấy bạn. Cái tai gấu nè. Đó, sau đây một cái tai gấu nữa nè. Đấy, sau đây xin vẽ một cái màu hồng đậm hơn xíu để làm viền tai. Đó, các bạn thấy xin vẽ dễ không nè. Đó, sao mắt long lanh cái thành ngầu ngang vậy ta. Thôi mình vẽ cái mặt nhíu nhíu vô, kiểu mặt kiểu ột đó. Đó, mình có hai cái chấm chấm này mình không biết nên vẽ không ta. Thôi vẽ như hai nốt ruồi, nó dày kỳ lắm. Đó, mình cứ vẽ cái mắt vậy ha. Ok, nhìn có vẻ ngầu đó. Thật ra mình còn hai cái bông này các bạn, nhưng mà thôi khỏi vẽ. Đây vẽ cái áo nè, cái áo mình có màu đen nốt luôn. Người mình là cái gì cũng màu đen hết. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ thêm một cái mầm cây màu hồng nữa. Đó, trời ơi, quá là đơn giản luôn. Đấy, màu hồng. Màu
chưa? Nó vẽ nửa nửa người thôi. Nó vẽ chibi đâu đó. Ngầu nhưng mà nó chibi. Và tiếp theo chúng ta sẽ vẽ thêm hai con mắt. Hai con mắt thì chỉ cần chấm đen lên. Thế các bạn phải nhớ các bạn vẽ thêm một cái lấp lánh nha mọi người. Đó, lấp lánh, lấp lánh. Đó. Lấp lánh. Đó, sau đây các bạn thì vẽ thêm một chút tinh nghịch. Đây, đôi giày, đôi giày, đôi giày có cái ổng dài nè các bạn. Đó. Và cái tay. Đó. Cái tay, cái tay sao cho nó ngầu, cái tay là phải thô màu lên. Đó. Ok, đây là cái áo của mình nha. Đó, chúng ta sẽ vẽ thêm cái miệng chúm chím. Đó, trời dễ thương chưa? Cha, dễ thương quá trời luôn. Và các bạn không thể thiếu được hai cái má cute. Đấy, ok. Và mình coi coi cái nào là cái này đúng không? Ok, bây giờ chúng ta sẽ lấy cái này. Đó, để mình làm một cái áo. Rồi ông mặt trời rồi. Có gì ta? Đủ cho ta, đủ đủ ngầu cho ta. Này là ngầu lắm rồi đó. Ok, ngầu rồi. Chú ta. Ui dễ thương quá à. Sao mình nghĩ mình đi vẽ dễ thương quá trời luôn. Ok. Cái này như áo mưa gấu mọi người. Rất là dễ thương luôn. Và tiếp theo mình sẽ vẽ thêm một cái viền áo nha mọi người. Ok viền. Mình sẽ vẽ thêm một cái túi. Cũng được đó nha. Cũng được đó nha. Đó. Ok. 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 Như này là xong rồi các bạn, giống rồi đó, giống mẫu rồi đó. Rồi chị là giống rồi đó em ơi. Em xong rồi nha. Rồi chuẩn bị nha, tôi sẽ công bố kết quả trong vòng 3, 2, 1, bắt đầu. Ok. Pikachu. Oh my god, gấu dâu. Trời ơi, dễ thương vậy. Pikachu, ta-da, dễ thương không? Nhưng mà nhìn chị nhìn thấy sao, nhìn chị cũng ngầu không? Wow, nhìn nó đen thù lui luôn. Nó đen, hơi đen nha, hơi đen thù lui, đâu đứng trong bóng tối nè. Cái góc nhìn của em nhìn chị như sát thủ vậy á. Như tội phạm vậy á. Còn nhìn em sao, nhìn em sao. Em ngồi đây lọc lý luôn xem. Đó, thấy chưa. Chị như em dễ thương không? Oh my god, dễ thương lắm luôn á. Góc này là có hợp lý luôn á. Rồi ok. Cái này mình không biết là nên chấm điểm ai hơn ai. Nên là mình sẽ nhờ các bạn Hoa chấm điểm để xem coi ai là vẻ đẹp hơn nha. Bây giờ chúng ta cùng đi tới màn cuối cùng để cuối cùng coi ai là người chiến thắng trong cuộc thi này. Ok, let's go. Let's go. Rồi ok, bây giờ chúng ta cùng đến với màn đua quyết định để xem ai là người chiến thắng. Chắc chắn là chị rồi, chị rồi, chị rồi em ơi, chị rồi em ơi, top 1. Trời ơi, top 1 nha, top 1 nha, top 1 nha. Đây, đây, đây. Em. Đây, top 1, đây. Ôi, nhưng mình thắng với bạn, thấy như mình top 1 thì phải. Chắc chưa. Đây, chắc đây, chị chắc. Mình đang đi một mình luôn bạn, chưa có ai đi chỗ mình luôn á. Ui, có người top 1 không? Đang đi. Rồi, phải tập trung thật nhiều. Sao chị không thấy em đâu, em đang đứng trước mặt chị luôn á. Ủa chị không thấy, chị không thấy luôn á. Em đi lộn không, chị dừng tắt mà. Đây. Đâu, em đang đứng trước chị luôn á, em đang sau lưng chị nè. Ê sao mình không thấy, mình không thấy thật. Có ai đâu. Em thấy. Đây, em đứng sau lưng chị mà. Em sau lưng chị mà. Cái gì vậy? Không, chị coi cái top đi, để biết là dạng này. Em tới đây nè. Đâu. Em thắng. Ủa. Ủa. Ủa sao mà tao xin lao đi. Chị đâu thấy em đâu. What? Trời ơi trời. Ủa gì? Mấy bạn thấy không? Em bảo rồi. Đua xe. Đua gì chứ? Đua xe em thắng. Trời chắc rồi. Mình để xin đi là mình đua xe thắng gì luôn mấy bạn. Trời ơi. Chưa xin nữa. Trời ơi là trời buồn quá. Ok bạn ơi. Và trong thử thách lần này thì hình như có vẻ là Simi là người chiến thắng rồi. Ok, chúc mừng Sim. Nói chung là thôi. Nhưng mà chưa chắc lần sau là thắng đâu nha. Ok, chị sẽ báo với em lần sau. Ok, rồi có bạn nào đoán được Simi là người chiến thắng, còn đừng quên có một video sao biết nha. Có giờ tạm biệt mọi người, ở clip sau hẹn gặp lại mọi người nha. Bye bye. Chị sẽ báo thù.